Hôm nay tôi gặp tai nạn và lạc trên một hòn đảo cực nguy hiểm. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Giờ tôi không thể ở được cái thế giới này rồi anh em ạ. Anh em có thể thấy bạo loạn ở khắp mọi nơi, người dân thì đổ xô ra đường bắn giết lẫn nhau, mọi thứ dần mất kiểm soát rồi. Giờ tôi phải lấy máy bay để thoát ra khỏi cái thế giới này thôi. Wait, come on man, let's go. Tôi sẽ đến sân bay. Bạo loạn cũng diễn ra ở sân bay luôn à. Thôi xong rồi, come on. Tôi cần đến với máy bay. Rồi man, holy moly, come on. Hey, đây chiếc máy bay này đây. Tôi phải lẹ lên chứ không là không cất cánh được. Come on, come on, come on. Let's go. Trước khi mọi chuyện quá trễ. Come on. Wait, bay lên nào. Bay, bay. Yes, let's go. Let's go, yes. Tôi bay được rồi. Holy moly. Giờ tôi sẽ đi đến một đất nước khác. 3 hours later. Ôi, hình như động cơ tôi bị trục trặc rồi. Come on. No man, bay lên. No. 3 days later. Ây da, đau thật sự anh em à. Nhưng mà tôi đang ở đâu thế này? Và quần áo tôi nữa. What the hell? Thậm chí là tôi không thấy cái vết tích máy bay đâu cả. Nhưng mà may mắn cho tôi là tôi còn một cái bản đồ anh em à. Theo như tôi được biết là cái này là một cái đảo thì phải. Đảo cũng khá là lớn luôn ấy. Wow, không lẽ tôi bị rơi lên đảo ta? Nhưng mà lý do tại sao tôi bị mất đồ thì tôi vẫn chưa biết nha. Nếu mà tôi không làm gì ở đây tôi sẽ chết, cho nên là tôi sẽ vận dụng hết kiến thức sinh tồn của tôi để sinh tồn trên cái hòn đảo này. Đầu tiên là tôi phải lấy gỗ. Nhưng mà tại sao có mấy tòa nhà ở trên kia nha? Để lên tôi hỏi thử xem liệu có ai không. Ui, có cái gì này? Wow, có thức ăn ấy, kiểu vậy. Thà có còn hơn không chứ. Ôi, tôi tưởng cái này ăn được, không ngờ chỉ là cục đá sơn màu thôi. Alo, có ai ở đây không? Alo. Anybody? Hello? Hình như là không có người rồi anh em à. Không ai trả lời tôi cả. Thế thì tôi bắt buộc phải sinh tồn một mình rồi. Tiên là phải lấy gỗ. Tôi sẽ lấy cục đá này đập vô cây gỗ. Yes, cây đầu tiên. Go. 600 gỗ rồi. Nếu mà tôi muốn làm một vài cây gọi là cây rìu hay là cây cúp gì đấy thì tôi phải cần đá. Đập đá vậy. Ôi, được khá là nhiều đá đấy. 375 luôn mọi người à. Thì cho anh em nào chưa biết thì đây chính là cái cây mà chúng ta có thể. Không phải đâu, giờ tôi hết sa đà rồi anh em à. Cái này là tôi theo như được học ở trên trường thì cái này là cây có thể làm là dây ấy. Chúng ta có thể sử dụng nó làm dây. Tôi sẽ tạo được là gọi là một cái grill với lại một cái cúp. Wow, được thật sự. Tranh thủ thì tôi lấy thêm một ít đá. A few moments later. Yes, chúng ta đã có hai thứ gọi là rất cần thiết luôn. Và giờ tôi cần làm một cái vũ khí ấy. Cái thế giới này không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Và cũng sắp tối rồi, nguy cơ tôi có thể mất mạng cũng khá là cao ấy. Chúng ta sẽ chế tạo được một cái cung tên và mũi tên nữa. Tôi đói rồi mọi người ạ. Tôi cần thức ăn ấy. Giờ không thấy thức ăn đâu cả. Can you hear me? Can you hear me? What? What? I need help. I need help. Fake accent. Do you know Vietnam? Yep. Yep, I'm from Vietnam. So what we gonna do? Work, new player. You're learning something. Yeah, I learned to shoot people. Tôi không có ý đó đâu nhưng mà không tin người lạ được anh em à. Thôi bỏ đi, chúng ta không nên tin người lạ. Nói chung là vũ khí phòng thủ đã ok rồi đấy. Tôi cần một cái gọi là cần thức ăn mọi người ạ. À. Không là tôi sẽ chết ngay tại đây ấy. Potato, wow, tôi đã có thức ăn rồi. Trời cũng đã bắt đầu sáng dần rồi. Từ tối hôm qua đến giờ là tôi cứ đi theo cái đường này này. Giờ tôi không biết tôi nên đi đâu cả. Ở đây có một vài cái thùng này. Ăn này, ngon, wow. People. Hey, what you gonna do? No! What? Sao mày ngu thế hả? No! Có vẻ là người dân ở đây không thân thiện lắm nha. What the hell? Lần này tôi phải tập skill bắn cung của tôi lên. Nhất định là phải vậy rồi nếu muốn sinh tồn trên cái hòn đảo này. Nhưng mà bước đầu tiên làm sao của tôi có thể lên đây được nha. Hình như tôi thấy một ai đó thì phải. Đang nằm phơi nắng phải không ta? Tôi nghĩ nếu mà không xây nhà trong cái thế giới này tôi cũng không sẽ sinh tồn được đâu. Tôi sẽ chọn một cái địa điểm hết sức thuận lợi để cất một ngôi nhà. Đây có gì không nha? Hello? Open the door please. Như không có ai cả. Ở đây có thức ăn thì phải. Potato, mushroom. Yep, mushroom. Cũng đỡ đi, cũng ổn đi. Cuối cùng tôi cũng đã có giáp. Let's go man. Nhưng mà tôi cần cung tên. Trong đây mấy bọn nó bắn xa ghê lắm. Tôi không thể phơi mông ra cho nó bắn như vậy được. Có người đến. Không được. Ui, nó có vũ khí không nhờ. Hey you, stop right there. Ui. Ui, friendly. Ok. A few minutes later. Nó đang chạy kìa. Mày chạy coi. Mày lừa bố mày. What you gonna do?
chung quanh. What man? Yo. Tôi nghĩ tôi đang ở hòn đảo khá là gọi là ngon luôn ấy. Cho nên là tôi quyết định sẽ xây nhà ở đây. Chứ ngoài kia nguy hiểm quá. Ui, tôi nghe tiếng súng. Có vẻ ở đây không ổn lắm nhưng mà thôi, không sao. Vẫn ok. Đây nha, có vẻ là tôi sẽ ở đây ấy. Một cái. Tôi sẽ xây 4 ô thôi. Đấy. Giờ tới cái tường. Ui, there's a people. Giờ tôi không thể tin ai được rồi nữa mọi người ạ. À. Nhấp nhả thôi. Nhấp nhả cho nó đỡ sợ thôi chứ. Ui, hồi nãy mày vô đây, nhấp nhả nào. Thì ra là thế. Come on, let's go. Ta sẽ xây một cái nhà tạm bỡ ở đây vậy. Cút coi. Đậu xanh. Làm sao tôi có dỡ bỏ được cái này. Cút nhà không. Ok. Ok, let's go. Chúng ta sẽ cần rất nhiều gỗ ở đây. Rồi xong. Là sao lên. Có người nữa kìa. Xanh á. Đó, khu này đông thế. Làm sao tôi có thể lên đó được chứ nhờ. Hình như tôi chơi ngu rồi mọi người à. Ôi, được cô ló luôn. Nhảy nào. Nhảy nữa nào. Wow. Nói chung là cũng ổn đi. Đây, chúng ta sẽ có cái cửa đầu tiên. Pam. Let's go. Ui, tiếng súng. What? Ui, đó là chiếc thuyền ấy. Ui, moly. Như tôi nghe một tiếng gì đó thì phải. Gà ơi. Tôi nghe được mày mà, gà ơi. Ui, có con gà. Hai con luôn. Ui, trời. Hổ báo. Hổ báo. Tới đây luôn con. Tới đây luôn con. Hổ báo thế. Ui, bye bye. Máy bay ơi, xuống cứu em anh trai ơi. Ôi mấy thằng máy bay nó bị mù hết rồi. Không thấy tôi thì phải sao ấy. Đấy, nhà của tôi xong rồi đấy. Vấn đề duy nhất là thức ăn và lửa chạy. Come on. Ui, đơn. No. Don't see me. Đừng có thấy tao. Tao núp rồi. Nghe không thể tin được luôn ấy. Hên là nó không thấy tôi ấy. Later. Tôi nghe tiếng ngoài. Tôi nghe tiếng chân ấy. Hello, hey man, leave me alone, go away. Có vẻ là thằng này nó không nghe lời rồi. I'm gonna f*** your ass. Tôi sẽ có nguy cơ tôi mất căn nhà này đấy. Có vẻ là nó đi rồi anh em ạ. Ôi, bên đây có một cái mỏ cơ. Ôi, tôi có một cái đèn pin này. Ôi, được của nó luôn. Later that same evening. Có người này. What? Oh. Nice, thank you man. Được của nó luôn mọi người ạ. Giáp này, quần này, áo này. Được này. Wait. I trust nobody, okay? Give me this. Tôi nhìn thấy người. Có vẻ là xuất phát từ đây thì phải. Tôi nghĩ là như vậy. Oh my god, tôi nghe tiếng. Run away. Come on. Let's go. Ui. No. Ui, he see me. No. Run. Oh no. Yo. Pick me up please. Pick me up. Tôi nghĩ nhiều đây đá chắc đủ nâng cấp rồi đấy. Giờ thì về nhà nâng cấp lên đá hết rồi nè. Come on. Let's go. Đấy. Nói chung là tôi cũng đã nâng cấp lên cái nhà này thành nhà đá. Nhưng mà không biết tại sao nó cái này nó lại không nâng cấp được. Thì tôi vẫn chưa biết. 5 minutes later. Ôi. Được nha. Come on. Dí theo. Ui. Ngon. Được. Sẽ thịt nào. Come on, let's go. Chúng ta có khá là nhiều luôn ấy. Ổn không mày? Ôi, hello. Ôi, stop. Stop right there. No, I won't kill you. Okay, I let you go. Ôi, nói chung là đủ rồi đấy. Ui, được của nó luôn mọi người ạ. Nhìn ngầu thật sự. Ui, con heo. Con heo. Ui, nhiều cái này. Tới đây con. Chạy. Ui, nó gọi là chuẩn luôn ấy. Hiện tại đang rất là ổn luôn ấy. Rồi, nói chung là cũng được rồi đấy. Mọi chuyện đã ổn. Và đấy là cuộc hành trình lạc trên đảo hoang của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.